3 ngày sau nó sẽ nổi lên. Cho nên người ta làm hai cái test cách nhau 3 ngày là đa số là nó nổi ra. Hả? Hoặc là mình không bệnh luôn, rồi sau đó mình làm tiếp mình nói được. Hả? Đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái test này. Cái test này là như vậy, nguyên tắc là như vậy. Tương tự như thứ hai thôi, mình cấm vô nước tiểu không? Nó chạy nó lan lên, nó ra cái chứng, chứng tỏ là cái que này còn tốt. Nó va hai vạch nghĩa là có thai. Tương tự cái này, nếu mà nó phải nổi màu đỏ lên thì cái này còn tốt. Nổi màu đỏ có cái chữ C lên, chữ trứng lên, cái gạch vạch mà nó xa cái giếng này nè, đó là tốt. Và nổi lên hai vạch nghĩa là mình dương tính. Còn chỉ có nổi cái vạch trứng thôi nghĩa là mình âm tính. Nhưng nếu không có nổi cái vạch C này lên nghĩa là cái này bỏ, không bàn tới cái chữ T nữa. Nếu không có vạch C thì không bàn tới chữ T nữa. Chúng ta nhớ nha, đó là cái nguyên tắc như vậy. Thứ ba là cái này mình nhớ là như vậy nè. Khi mình nhỏ vô cái giếng này nè, khi mình nhỏ dịch vô cái giếng này nè, nhỏ dịch vô cái giếng này nè, thì mình sẽ quan sát xem là mình sẽ thấy cái giấy ở cái giếng, cái thanh này nè, cái độ lõm cái thanh này nè, nó sẽ đổi màu từ từ, đổi màu từ từ, từ từ. Có nghĩa là sao? Nó sẽ hận hút cái nó sẽ ngấm cái dung dịch mà mình lấy ra từ mũi mình á, mình hòa tan vô cái dung dịch đệm á, nó hút lên, nó đổi màu từ từ. Thì thông thường là cái chữ C nó nổi lên trước. Tại vì nó làm nó bắt rất là hay, nó bắt là nó à cái này còn tốt nha. Rồi sau đó nó sẽ nổi cái chữ T hay không? Nó sẽ nổi cái chữ T hay không? Nha. Đó. Thì cái đó rất là đơn giản, rất là dễ làm. Không gì khó cả. Nếu mà chúng ta quyết định làm thì nó rất dễ. Nha. Bây giờ tôi sẽ làm một cái đơn giản khác là cách lấy mẫu. Nha. Trước khi lấy mẫu á, nếu mà mình tiện thì mình rửa tay. Nha. Mình có thể rửa tay bằng dung dịch cồn. Đây, tôi ở nhà có rất là nhiều cái chai gel này. Rửa tay cũng đơn giản thôi. Nha. Đơn giản thôi. Đó. Sau bước mấy bước thì đó cũng sạch. Nha. Nhưng nếu các bạn đi lấy mẫu cho người dân mà mình không rửa tay sau khi mình lấy người này mà lấy người khác, thì cái bàn tay của mình á, cái người đó thở ra nó sẽ dính vô cái bàn tay của mình, và cái bàn tay của mình thọt vô cái người thứ hai, thì là mình là người có lỗi. Tôi nói thật, mình là người có lỗi. Các bạn đi lấy mẫu thử tự nghiệm lên đi, mình đã bao nhiêu lần làm sai rồi, mình hại người ta rồi. Tại vì hai người đó ngồi gần nhau nó sẽ lại, thà là mình đừng làm, còn mình làm phải làm cho đúng. Còn nếu không may mốt xuống ông Diêm Vương, ông sẽ hỏi tội mình lý do tại sao mày làm như vậy. Cho nên cái việc mà lấy mẫu xong rồi rửa tay thì rằng nó rất là quan trọng. Đừng có đổ thừa lý do là tôi bận, tôi này tôi kia. Không làm thì thôi, làm là phải làm cho đúng.